7, tìm số lớn nhất trong các số sau. Câu A 15.012, 1.610, 15.691, 9.908, 10.019. Tìm số lớn nhất. Như vậy ở đây chúng ta thấy câu A vừa có 5 chữ số, vừa có 4 chữ số. Như vậy số có 5 chữ số nó sẽ lớn hơn. Như vậy 4 chữ số chúng ta sẽ không xét. Ở đây có 15.012, 15.091 và 10.019. Như vậy 10.000 cũng là bé rồi. Ở đây có 15.012 với 15.691. Vậy chọn câu 15.691. 15.691 là số lớn nhất. Câu B 85.902, 9.098, 98.001, 10.993, 98.010. Vậy ở đây có số có 5 chữ số là 98.001 và đây là 98.010. Như vậy 98.010 là lớn nhất. Là số lớn nhất. Câu 8, viết số nhỏ nhất có 5 chữ số và viết số lớn nhất có 5 chữ số. Số nhỏ nhất có 5 chữ số thì đó là 10.000. Còn số lớn nhất có 5 chữ số thì mình viết 5 con số 9 ra, 99.999. Bài 9, điền số thích hợp vào chỗ trống. Số liền trước của số nhỏ nhất có 5 chữ số. Số liền trước của số nhỏ nhất có 5 chữ số. Số liền trước là chúng ta trừ đi một đơn vị. Còn số liền sau chúng ta cộng vào một đơn vị. Số liền trước là chúng ta trừ đi một đơn vị. Mà số nhỏ nhất có 5 chữ số đó là 10.000. Như vậy trừ đi 1 thì còn 9.999. Rồi số liền sau của số lớn nhất có 5 chữ số. Vậy thì mình lấy số có 5, số lớn nhất có 5 chữ số là 99.999. Cộng thêm 1 đơn vị vào là nó ra 100.000. Câu C. Số có 5 chữ số giống nhau có hàng nghìn bằng 9 và số liền trước của số. Số có 5 chữ số giống nhau có hàng nghìn là 9. Như vậy là 99.999 là số liền trước của cái số nào? Vậy mình trừ đi 1. Trừ đi 1. Vậy thì 99 nó sẽ là 98. 9. Con số cuối cùng là số 8. Câu C. Sang câu D. Số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số đó bằng 25. Số tự nhiên bé nhất như vậy có 4 chữ số. Số đầu tiên phải là số 1. Rồi vậy số cuối cùng là số lớn nhất, chọn số 9. Nhỏ hơn là số 8, 7. Vậy mình thấy 9 cộng 1 bằng 7. À, sorry, 9 cộng 1 bằng 10. Lấy 10 cộng 15 là 25. Vậy số cần tìm đó là 1.789. Đề bài yêu cầu số bé nhất, như vậy chữ số đầu tiên là phải là số 1. Và bé nhất mà tổng là 25, như vậy số đơn vị, hàng đơn vị phải là số 9. Rồi mình giảm dần, 8, 7, cộng lại miễn sao ra được 25 là được. Rồi bài 10, có bao nhiêu số tròn nghìn? Có bao nhiêu số tròn nghìn? Có 5 chữ số. Như vậy có 90 số tròn nghìn. Rồi có bài 10 là dạng bài nâng cao ha.
Như vậy là có bao nhiêu số tròn nghìn? Có 5 chữ số. Số tròn nghìn như là 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 15.000, 19.000, 90.000 hay là 99.000. Và số lớn nhất đó là số tròn nghìn, đó là số 99.000. Số bé nhất là 10.000, lấy 99.000 trừ cho 10.000. Và do là nó tròn nghìn, nó cách nhau 1.000 đơn vị thì mình đem chia cho 1.000 rồi cộng cho 1. Và đáp số lại ra 90 số. Câu số 10 là ra 90 số. Rồi sang dạng 2. Ôn tập các phép tính cộng trừ nhân chia. Rồi bây giờ mình sẽ đặt tính và tính. Mình sẽ làm những cái bài dạng đặc trưng thôi. Mỗi dạng bài mình làm 2 câu. Cộng trừ nhân chia nhé. Rồi mình sẽ làm câu A 2 câu. 2.368 cộng cho 7.634, 8 cộng 4 là 12 thì viết 2, nhớ 1. 6 cộng 3 là 9, nhớ 1 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 3 cộng 6 bằng 9, nhớ 1 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 2 cộng 7 bằng 9, nhớ 1 bằng 10 thì viết 10. Mình phải viết thẳng hàng ha. Hàng chục, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn. Nếu như mình cộng mà nó bị dư từ 10 trở lên thì mình lùi ra một số, có nghĩa là số 1 đứng riêng một hàng. 8.647 cộng cho 1.020. 7 cộng 0 bằng 7. 4 cộng 2 là 6. 0. 8 cộng 1 bằng 9. Sang bài trừ. 326 trừ 308. 326 trừ 308. Như vậy 6 trừ cho 8 không được, phải mượn 16. 16 trừ 8 là còn 6. Viết 6 trả 1. 2 trừ 1 bằng 1. 3 trừ 3 bằng 0. Kết quả ra là 10, 16. 2.356 trừ cho 734. Như vậy 6 trừ 4 là còn 2. 5 trừ 3, 2. 3 trừ 7 không được thì phải lấy 13. 13 trừ cho 7 là 13 trừ 3 là còn 10. 10 trừ tiếp cho 4 là còn 6. 6 trả 1. 2 trừ 1 còn 1. Vậy kết quả là 1.622. Rồi sang phép nhân. 3.476 nhân cho 7. 6742, viết 2, nhớ 4. 7 nhân 7, 49, nhớ 4. 49, 50, 51, 52, 53, viết 3, nhớ 5. 7 nhân 4, 28. 28, 29, 30, 31, 32, 33, viết 3, nhớ 3. 7 nhân 3, 21. 21, nhớ 3. 24, viết 4, viết 2. Kết quả là ta được 24.332. Rồi tiếp theo 3.509 nhân cho 9. 9 nhân 9, 81, viết 1, nhớ 8. 9 nhân 0 bằng 0, nhớ 8. 9 nhân 5, 45, viết 5, nhớ 4. 9 nhân 3, 27. 27, 28, 29, 30, 31, viết 31. Như vậy ta được kết quả là 31.581. Rồi chuyển sang phép chia. 3.455 chia cho 5. Như vậy 3 chia 5 không được thì lấy 34 chia 5. Như vậy chọn 6. 6 5 30. 34 trừ 30 là còn 4. Hạ 5. 45 chia 5 được 9, 9 x 5 45, 45 trừ 45 hết, hạ 5 xuống, 5 chia 5 là được 1, 1 x 5 là 5,
5 trừ 5 hết. Như vậy 3455 chia cho 5 thì ta được 691. Rồi 34.065 đem chia cho 6. 34 chia cho 6 thì được 5. 6, 5, 30. 34 trừ 30 là còn 4. À không, được 40. Thì mình lấy 6. 6, 6, 3, 6. 6, 6, 3, 6 thì này là dư 4. À 6 thì được 7. 6, 7, 4, 2. Lấy 46 trừ 42 dư 4, hạ 5. Như vậy 6 7 tiếp tục được 7. Được 7. 6 7 42 dư 3. Như vậy mình được 5677 và dư 3. Sang bài 12 tính nhẩm. 50.000 mà cộng cho 2.000 thì kết quả là 52.000. Câu B. 32.000 trừ đi 12.000. Như vậy 2.000 trừ 2.000 là hết. 3 trừ 1 là còn 2. Kết quả là câu B là 20.000. 70.000 trừ 40.000 thì bằng 30.000. Câu D. 2.000 nhân 3 thì ra 6.000. 2 nhân 3 ra 6 bằng 6.000. Rồi mình lấy 14.000 nhân 2, mình chỉ cần lấy 14 nhân 2 thôi. 14 nhân 2 là bằng 28, viết lại 3 số 0 là ra 28.000. Lấy 5.000 trừ 4.000 là bằng 1.000. 1.000 nhân 6 là bằng 6.000. Sang câu G, 40.000. 80.000 chia 2, mình lấy 8 chia 2 là ra 4, điền lại 4 con số 0, như vậy ra 40.000. 36.000 chia 4. Vậy bên này mình đặt chia. 36 chia 4 thì chọn 8 hay là 9? À chọn 9. 9. 9 nhân 4 là 36. Như vậy 36.000 chia 4 là bằng 9.000. Trong bài toán có dấu ngoặc đơn thì thực hiện trong ngoặc đơn trước. 90.000 mà cộng cho 10.000 là ra 100.000. 100.000 mà chia cho 5 thì mình lấy 10 chia 5 thôi. 10 chia 5 là ra 2. 100.000 chia 5 như vậy là được 2.000. 10 chia 5 là bằng 2. Như vậy nó ra là 2.000. Mỗi bạn được 2.000. Vậy chúng ta đã nhẩm xong. Bài 13 tìm x. Câu A 1998 cộng cho x bằng 2019. Như vậy x sẽ bằng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng là 2019 trừ đi cho số hạng kia. Rồi trừ cho 1998. Lúc này x sẽ bằng 1998, 1999, 2000 là thêm 2 đơn vị. Rồi cộng cho 19 nữa. Như vậy kết quả là 20, 11. Nhắc lại, muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ cho số hạng kia. Là mình sẽ lấy số lớn trừ số bé. Sang câu B. Đối với câu B là x trừ 3486 bằng 39.401. Vậy x ở đây chúng ta thấy x là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Như vậy x nó sẽ bằng 39.401 cộng 3.486.
3486. Vậy x sẽ bằng, mình sẽ cộng hàng đơn vị với hàng đơn vị. 1 cộng 6 bằng 7, 0 cộng 8 bằng 8, 4 cộng 4 bằng 8, 9 cộng 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1, 3 thêm 1 bằng 4. Kết quả là 42.887. Sang câu C. Rồi câu C, x chia 5 bằng 12.300. Như vậy chúng ta thấy x đóng vai trò là số bị chia. Muốn tìm số bị chia thì ta lấy thương nhân với số chia. Vậy lúc này x nó sẽ bằng, ta lấy thương là 12.300 nhân với số chia là nhân cho 5. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia, 12.300 nhân 5. Lại lúc này x nó sẽ bằng, năm nhân không bằng không, không. Năm nhân ba 15, viết 5 nhớ 1. 3 nhân 2 là 6, nhớ 1 bằng 7. Năm nhân 1 bằng 5. Năm nhân ba 15, viết 5 nhớ 1. Đấy. Viết lại hai số 0 nè, 5 x 3 15, viết 5 nhớ 1, 5 x 2 là 10. 5 x 2 là 10. Nhớ 1 là bằng 11, viết 1 nhớ 1, 5 x 1 là 5. Nhớ 1 bằng 6. Kết quả là 61.500. Sang câu D. Như vậy x sẽ bằng, muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia cho thương, số chia, số bị chia là 100.000, đem chia cho 5. Như vậy x sẽ bằng, 10 chia 5 là được 2, viết lại 4 con số 0. Tại vì mình dùng số 10, 10 chia 5, vậy 10 là che đi hai con rồi, còn bốn con số 0 mình chưa dùng đến thì viết lại là bốn số 0. Kết quả là ra x bằng 20.000. Câu D, sang câu F. Hai, câu F, x cộng 30.100 cộng cho 15.100 bằng 60.000. Trong bài toán thì chúng ta phải thực hiện trong ngoặc đơn trước. Vậy thì ở đây mình sẽ tạo cho đây một dấu ngoặc đơn. Để mình tính trong ngoặc đơn này trước, mình sẽ nhóm hai số này lại với nhau. Như vậy lúc này nó sẽ ra là x cộng 30.100 mà trừ cho 15.100. Vậy 100 trừ 100 bằng 0, 15. 30 trừ 15 là còn 15.000. 15.000 bằng 60, bằng 60.000. Rồi như vậy x sẽ bằng, muốn tìm số hạng chưa biết thì ta lấy tổng trừ cho số hạng kia. Lấy 60.000 trừ 15.000. 60.000 trừ cho 15.000. Như vậy x sẽ bằng,
Lấy 0. 0 trừ 5 là còn 5. 0 trừ 5 là 5. Trả 1. 6 trừ 1 còn 5. Trả 1 là còn 4. Như vậy kết quả là 45.000. Vậy xong câu F. Ở đây chúng ta phải tự tạo cho nó một dấu ngoặc đơn để mình thực hiện trong dấu ngoặc đơn trước. Như vậy để giải bài này chúng ta phải có 4 bước. Rồi câu G. 100.000 trừ 30.000 trừ x bằng 58.000. Như vậy đối với bài này mình sẽ thực hiện từ trái sang phải trước. Lấy 100.000 trừ cho 30.000 là ra 70.000. 70.000 trừ x bằng 58.000. Vậy x sẽ bằng, x ở đây chính là số trừ. Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ cho hiểu. Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ là 70.000. Trừ cho hiểu là 58.000. Lúc này x sẽ bằng, viết lại 3 số 0 đây nè. Lấy 0 trừ 8, 10, 0 trừ 8 không được thì lấy 10, trừ 8 là còn 2, viết 2, trả 1. 7 trừ 5 là còn 2, trả 1 là còn 1. Kết quả câu G là ra 12.000. Đối với dạng bài này là nâng cao ha. Ở đây chúng ta phải làm thêm 3 bước mới ra được bài tìm x. Rồi sang câu H. X nhân 8 cộng 25 bằng 81. Đối với bài này thì x nhân 8 mình sẽ viết lại nè. X nhân 8 nó sẽ bằng, ở đây x nhân 8 nó cộng cho 25. Như vậy x nhân 8 mình coi là số hạng chưa biết. Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng là 81 trừ cho số hạng kia. Lấy 81 trừ cho 25 bằng x nhân 8, viết lại nè. Một trừ 5 không được, phải lấy 11 trừ 5 là còn 6. Viết 6 trả 1. 8 trừ 2 còn 6. 6 trả 1 còn 5. Là 56. Rồi x sẽ bằng, lúc này sẽ tìm được x. X trong trường hợp này chúng ta sẽ nói nó là số thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết thì ta lấy tích. Ta lấy tích là 56. Chia cho thừa số kia là đem chia cho 8. Vậy x sẽ bằng 6848 8756. Vậy kết quả x bằng 7. Vậy đối với bài này chúng ta sẽ coi x nhân 8 là thừa số hạng chưa biết. Thì ta lấy tổng trừ cho số hạng kia. Khi trong phép trừ mình được 56. Rồi x là thừa số chưa biết thì ta lấy tích chia cho số, chia cho thừa số đã biết. Như vậy lấy 56 chia cho 8 x bằng 7. Rồi câu Y. 72 trừ x chia 4 bằng 16. Vậy đối với bài này số 72 mình đã biết rồi. Như vậy 72 đóng vai trò là số bị trừ. Vậy thì x chia 4 mình chưa biết. Vậy mình coi x chia 4 này chính là số trừ. Muốn tìm số trừ thì ta sẽ lấy số bị trừ, trừ cho hiểu. Vậy mình sẽ lấy 72 trừ cho 16. Vậy x chia 4 viết lại. 72 trừ cho 16
2 trừ 6 không được, lấy 12 trừ 6 là còn 6, viết 6 trả 1. 7 trừ 1 còn 6, trả 1 bằng 5. Như vậy bằng 56. Rồi x sẽ bằng, x trong trường hợp này là số bị chia. Muốn tìm số bị chia thì ta lấy thương là 56 đem nhân cho số chia, nhân cho 4. X chia 4 giữ nguyên ha, bằng 56. Vậy thì x sẽ bằng, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia, lấy 56 nhân cho 4. Vậy x sẽ bằng 6 x 4 24, viết 4 nhớ 2, 5 4 20 nhớ 2 là 22. Vậy x sẽ bằng 224. Rồi câu K, câu cuối cùng. X nhân 4 chia 7 bằng 25.200. Như vậy trong bài toán mình sẽ thực hiện, ta coi x nhân 4 là chưa biết nè, x nhân 4 viết lại nè, bằng 7 mình biết rồi, 7 mình coi nó là số bị, 7 mình coi nó là số chia. Như vậy x mà nhân cho 4 chính là số bị chia. Muốn tìm số bị chia thì ta lấy thương, ta lấy thương nhân với số chia, lấy 25.200 nhân cho số chia là đem nhân cho 7. Vậy thì x nhân 4 nó sẽ bằng, hai số 0 đó nè, 27 nhân 2 14, viết 4 nhớ 1. 7 nhân 2 14, viết 4 nhớ 1. 7 5 35, nhớ 1 là 36, viết 6 nhớ 3. 6 nhớ 3, 7 x 2 14, nhớ 3 là 17. 17, 176.000, 176.400. Rồi như vậy lúc này x sẽ bằng, muốn tìm thừa số chưa biết thì ta lấy tích chia cho thừa số kia. Ta lấy 17.000, ta lấy 176.400 chia cho 4. Như vậy x sẽ bằng 17 chia 4 là được 4. 4 x 4 là 16, dư 1. 16 chia 4 là được 4 hết. 4 chia 4 được 1, viết lại 2 số 0. Như vậy kết quả vừa tìm được x sẽ bằng 44.100. Nhưng bài này hơn nâng, hơi nâng cao nè. Tại vì kết quả mình ra là tới 6 chữ số là 1 176.400 chia 4. Rồi như vậy bài nhân chia chúng ta sẽ kết thúc ở đây ha. Sẽ hẹn gặp lại các bạn ở bài toán đố. Xin chào, hẹn gặp lại.